Chào quý vị thính giả đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng ta đã theo dõi phần 37 bộ truyện Ỷ Thiên Đồ Long Ký của nhà văn Kim Dung. Để tiện cho việc theo dõi phần tiếp theo, chúng tôi xin được tóm tắt nội dung phần 37 như sau. Trương Vô Kỵ theo dấu chân chạy đuổi theo Vi Nhất Tiếu. Chàng đã luyện Cửu Dương Chân Kinh 5 năm nay, chân khí xúc tích, càng sử dụng lực, tinh thần càng phấn chấn. Chạy đến nửa đêm, bỗng có một người chạy sát sau hỏi chuyện. Y là Thuyết Bất Đắc, một trong ngũ tản nhân của Minh Giáo. Hai người chạy mãi đến trưa hôm sau, bỗng lão ta bất thần chụp cái túi càng khôn nhất khí xuống đầu của Vô Kỵ, rồi túm lại cột chặt miệng túi, vác chạy thẳng lên núi tuyết. Thuyết Bất Đắc muốn dùng Trương Vô Kỵ để khống chế Nhuệ Minh Kỳ sau này. Thiết Quang đạo nhân đã đến trước rồi. Phía sau hai người, tiếng chu điên vọng lên từ sơn cốc. Lão ta phát hiện Vi Nhất Tiếu bị thương, nằm ở bên đường, liền cõng chạy lên đây. Ba người thay phiên truyền nội lực vào cơ thể của Bức Vương. Lãnh Khiêm và Bành Oánh Ngọc đến sau, liền tham gia hỗ trợ. Sáu phái Trung Nguyên gồm Hoa Sơn, Không Động, Công Luân, Nga Mi, Thiếu Lâm và Võ Đan. Đem quân vây đánh đỉnh Quang Minh, diệt trừ Minh Giáo. Vì vậy, Vi Nhất Tiếu và Ngũ Tản Nhân hẹn nay gặp nhau, bỏ qua mọi mâu thuẫn riêng, cùng hợp lực bảo vệ Minh Giáo. Thuyết Bất Đắc vác Trương Vô Kỵ cùng bọn họ chạy tiếp một ngày, một đêm nữa mới đến đỉnh Quang Minh, vào sảnh gặp Dương Tiêu. Họ bàn bạc kế sách đối địch. Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Dương Tiêu đứng phắt dậy, lạnh lùng nói: "Hôm nay kẻ địch đã tới xâm phạm, Dương Tiêu ta không rỗi hơi tranh cãi với các vị đâu. Các vị nếu thờ ơ trước sự tồn vong của Minh Giáo thì xin mời ra khỏi đỉnh Quang Minh cho. Dương Tiêu này nếu còn sống, ngày sau nhất định sẽ tới gặp từng vị một." Bành Hòa Thượng can ngăn: "Dương Tả Sứ, đừng có nổi giận. Sáu đại phái dây đánh Minh Giáo, phàm là đệ tử bản giáo, ai ai cũng có bổn phận hộ giáo, chứ không phải là việc của một mình Dương Tả Sứ." Dương Tiêu cười khẩy: "Ý e bản giáo có những kẻ chỉ mong Dương Tiêu bị phanh thây để bớt cái gai trong mắt thôi." Chu Điên hỏi: "Người muốn nói ai vậy?" Dương Tiêu đáp: "Thì bụng ai nấy biết, hà tất phải nhiều lời." Chu Điên nổi khùng hỏi: "Người nói ta có phải không?" Dương Tiêu mắt nhìn chỗ khác, không thèm để ý tới. Bành Hòa Thượng thấy ánh mắt của Chu Điên có vẻ khác lạ, tựa hồ sắp động thủ với Dương Tiêu, vội can ngăn: "Cổ nhân có câu, huynh đệ lục đục, người ngoài khinh khi. Chúng ta hãy ngồi bàn kế sách chống địch thì hơn." Dương Tiêu mới nói: "Quán Ngọc đại sư quả biết đại thể, lời nói thì chí phải." Chu Điên lớn tiếng nói: "Lão trọc họ Bành thì biết đại thể, còn Chu Điên ta chỉ biết tiểu thể phải không?" Y nổi tính gàn, chẳng còn biết phải trái gì nữa, quát to: "Hôm nay nói về chức giáo chủ, Chu Điên ta chủ trương để Vi Nhất Tiếu đứng ra giữ chức giáo chủ Minh Giáo. Bước Dương võ công cao cường, đã mưu túc trí, trong bản giáo không ai sánh kịp hắn." Thực ra bình thời Chu Điên không thân thiết gì với Vi Nhất Tiếu, hai bên ác cảm nhiều hơn hảo cảm, nhưng y muốn chọc tức Dương Tiêu nên mới suy cử Vi Nhất Tiếu. Dương Tiêu cười hô hú nói: "Đệ thấy nên mời Chu Điên làm giáo chủ là hay nhất. Minh Giáo hiện đã chia năm xẻ bảy, nếu lại có Chu đại giáo chủ vừa điên vừa đảo, đảo rồi lại điên, thì mới thật là vui mắt đó." Chu Điên nghe vậy thì cá giận quát to: "Thối không ngửi nổi!" Chửi rồi đánh một chưởng vào đầu của Dương Tiêu. Hôm trước Chu Điên đánh Thuyết Bất Đắc gãy mấy cái răng là do Thuyết Bất Đắc không tránh né, không đỡ gạt. Còn Dương Tiêu thì đâu có chịu như thế. Hơn 10 năm trước, vì việc lập giáo chủ mà Dương Tiêu đã tranh chấp kịch liệt với Ngũ Tản Nhân. Bây giờ, Ngũ Tản Nhân đã thề vĩnh viễn không lên đỉnh Quang Minh. Hôm nay họ bỏ lời thề tới đây, Dương Tiêu đã sinh nghi. Giờ thấy Chu Điên bất ngờ ra tay, liền cho rằng
Ngũ Tản Nhân ước hẹn cùng với Nhất Tiếu lên đây mưu hại y, cho nên tức giận dung hữu chưởng ra chặn bàn tay của Chu Điên lại. Di Nhất Tiếu biết tài nghệ của Dương Tiêu, còn Chu Điên bị thương mới khỏi, nguyên khí chưa phục hồi, không thể nào chống chọi nổi chưởng lực của Dương Tiêu, bèn giới tay qua đầu tiếp chưởng của y. Bàn tay hai người đụng nhau không một tiếng động. Thì ra Dương Tiêu tuy có hiềm khích với Chu Điên, nhưng nghĩ tình đồng giáo, không chủ định một chưởng đánh chết Chu Điên, cho nên cũng chưa sử dụng toàn lực. Còn Di Nhất Tiếu võ công thâm hậu, một chiêu Hàng Băng Miên chưởng đánh ra, Dương Tiêu thấy cánh tay phải chấn động, một luồng khí âm hàn thấm vào da thịt, vội vận nội lực mà chống đỡ. Hai người công lực ngang ngửa nhau, hai bàn tay lập tức dính chặt vào nhau. Chu Điền kêu lên: "Bởi Dương Tiêu, hãy nếm thêm một chưởng của ta nữa." Chưởng thứ nhất chưa đánh tới thì chưởng thứ hai lại nhắm ngực Dương Tiêu đánh tới. Thuyết Bất Đắc kêu lên: "Chu Điên, đừng làm như vậy." Bành Oánh Ngọc cũng nói: "Dương Tả Sứ, Di Bức Dương, hai vị mau dừng tay, chớ để mất hòa khí." Rồi đưa tay định đẩy chưởng của Chu Điên ra, thì Dương Tiêu nghiêng người một cái, tả chưởng đã dính chặt lấy hữu chưởng của Chu Điên. Thuyết Bất Đắc quát lên: "Chu Điên, người lấy hai đánh một, sao gọi là hảo hán?" Rồi giơ tay nắm lấy vai Chu Điên toàn kéo ra. Nhưng tay chưa đụng tới, đã thấy Chu Điên thân hình run rẩy, hình như đã bị nội thương. Thuyết Bất Đắc kinh hãi, biết Quang Minh Tả Sứ công lực thông thần, là đệ nhất cao thủ của bản giáo, chỉ một chưởng đã đả thương Chu Điên. Thấy tay trái của Dương Tiêu dính chặt lấy tay phải của Chu Điên, không chịu rời ra, Thuyết Bất Đắc bèn kêu lên: "Chu Điên, huynh đệ một nhà, xin đừng thí mạng mà." Vừa đẩy vào vai Chu Điên vừa nói: "Dương Tả Sứ, hãy nương tay cho." Y chỉ sợ Dương Tiêu không chịu thu hồi chưởng lực, thuận thế mà đánh tiếp. Không ngờ vừa đẩy ra, chỉ thấy thân hình Chu Điên lão đảo có một chút, nhưng vẫn không tách ra được. Đồng thời một luồng khí lạnh thấu xương chạy thẳng từ lòng bàn tay tới ngực. Thuyết Bất Đắc kinh hãi, nghĩ thầm: "Đây là môn công phu độc đáo, Hàng Băng Miên chưởng của Di Nhất Tiếu, làm sao Dương Tiêu cũng luyện được rồi sao?" Bèn dẫn nội lực chống lại hàn khí, nhưng hàn khí càng lúc càng ghê gớm. Trong giây lát, răng đã đánh vào nhau, người rung lên cầm cập. Thiết Quang Đạo Nhân và Bành Hòa Thượng cùng sát tới, một giúp Chu Điên, một đỡ Thuyết Bất Đắc. Sức bốn người hợp lại, hàn khí không đủ gây nguy hiểm nữa, nhưng cảm thấy lực đạo từ lòng bàn tay Dương Tiêu truyền sang từng đợt, lúc mạnh lúc yếu, lúc nhanh lúc chậm, biến hóa vô cùng. Bốn người không dám thu tay về, chỉ sợ trong khoảnh khắc thu lực buông tay, Dương Tiêu đột nhiên phát lực, thì bốn người không chết cũng bị trọng thương. Bành Hòa Thượng kêu lên: "Dương Tả Sứ, đại địch trước mắt chúng ta, sao lại răng cứ đánh vào nhau liên tục, nói không thành tiếng, tựa hồ máu huyết toàn thân đều đóng thành băng. Thì ra vừa mở miệng nói thì chân khí bị thất thoát, không còn sức chống đỡ hàn khí từ bàn tay truyền đến. Thời gian chừng uống xong một chén trà, Lãnh Diện tiên sinh Lãnh Khiêm đứng bên ngoài quan sát, thấy Di Nhất Tiếu và bốn người trong Ngũ Tản Nhân thân sắc căng thẳng, còn Dương Tiêu thì vẫn thản nhiên như thường. Y trong bụng nghi hoặc: "Dương Tiêu võ công tuy cao, nhưng so với Di Nhất Tiếu cũng chỉ ngang ngửa. Đằng này lại thêm bọn Thuyết Bất Đắc bốn người, Dương Tiêu không thể địch nổi. Vậy mà hắn lấy một địch năm, lại còn thắng thế, thật là kỳ quặc." Lão ta cúi đầu suy nghĩ, nhất thời chưa hiểu là tại sao, thì bỗng nghe Chu Điên gọi lên: "Con quỷ mặt lạnh, đánh vào lưng nó đi." Lãnh Khiêm chưa hiểu nguyên nhân bên trong, chưa chịu ra tay. Trong Ngũ Tản Nhân năm người, chỉ còn có một mình lão đứng ngoài. Việc giải nguy thoát khốn hoàn toàn trông cậy ở lão. Nếu lão cũng đấu với Dương Tiêu, thêm một người, cố nhiên sức lực sẽ gia tăng rất nhiều, nhưng chắc gì đã thắng thế. Lão thấy Chu Điên và Bành Oánh Ngọc mặt mày tái mét, dường như không còn chịu nổi. Nếu để âm độc ngấm vào nội tạng sẽ nguy hiểm vô cùng. Bèn thò tay vào bọc
lấy ra 5 cây lạng ngân bút, nói: 5 cây bút đánh vào khúc trì, cử cốt, dương khoát, ngũ lý, trung đô. 5 quyệt này đều nằm ở tứ chi, không phải là tử quyệt. Lão lại nói rõ để Dương Tiêu hiểu rằng đã hoàn toàn không định đối địch với y, mà chỉ cốt y rút tay về bãi đấu. Dương Tiêu mỉm cười, chẳng buồn lưu tâm. Lãnh Khiêm lại nói: Vậy ta đành thất lễ. Nói rồi dùng 2 tay bắn 5 cây lạng ngân bút vào người của Dương Tiêu. Dương Tiêu chờ các cây bút tới gần, đột nhiên xoay ngang cánh tay trái, kéo bọn Chu Điên ra phía trước mặt. Chỉ nghe Chu Điên và Bành Oánh Ngọc kêu hự hự, 5 cây bút đã trúng 2 người đó. Chu Điên thì trúng 2 cây, Bành Oánh Ngọc trúng 3 cây. Cũng may Lãnh Khiêm không có ý đả thương, y phóng bút rất nhẹ, mặc dù gây chảy máu nhưng không trúng huyệt đạo, cho nên cũng không nguy hiểm. Bành Oánh Ngọc nói nhỏ: Đây là môn Càn Khôn Đại Na Di. Lãnh Khiêm nghe 5 chữ Càn Khôn Đại Na Di thì hiểu ngay. Càn Khôn Đại Na Di là môn võ công lợi hại nhất, truyền từ đời này qua đời khác trong Minh giáo. Đạo lý cơ bản tuy không có gì bí hiểm, trước hết kích động tiềm lực của bản thân, sau đó mới dẫn dịch, tức là Na Di, dẫn dịch kinh lực của đối phương. Nhưng sự biến hóa bên trong thì rất thần kỳ, khó bề tưởng tượng. Từ khi giáo chủ tiền nhiệm Dương Đỉnh Thiên qua đời, trong Minh giáo không một ai biết sử dụng công phu đó, thành thử 6 người nhất thời chưa nghĩ ra. Như vậy kỳ thực Dương Tiêu chưa hề tốn sức, chỉ dẫn dịch chưởng lực của Di Nhất Tiếu tấn công 4 tản nhân, vừa lại dẫn dịch chưởng lực của 4 tản nhân tấn công Di Nhất Tiếu. Chính y chỉ ngồi chơi không ở giữa, làm cái cầu dẫn dịch nội lực đôi bên tấn công nhau, gọi là cách sơn quan hộ đấu mà thôi. Lãnh Khiêm nói: Hay quá, không ác ý, xin bãi đấu. Lão nói năng thật vắn tắt, 2 chữ hay quá là để chúc mừng Dương Tiêu đã luyện được môn thần công thất truyền đã lâu của Minh giáo, là Càn Khôn Đại Na Di. Không ác ý là bảo 6 người chúng tôi lên núi lần này hoàn toàn không có ác ý, chỉ muốn thành tâm chung sức chống địch mà thôi. Xin bãi đấu là xin đôi bên ngừng giao đấu, đừng hiểu lầm nhau nữa. Dương Tiêu biết ý Lãnh Khiêm. Cả đời Lãnh Khiêm không bao giờ nói thừa 1 chữ, không bao giờ nói thừa 1 câu. Lão đã bảo không ác ý thì quả thực là không có ác ý. Hơn nữa vừa rồi lão phóng 5 cây bút rõ ràng chỉ để giải dây, chứ không đã thương ai. Dương Tiêu bèn cười ha hả nói: Di huynh, tứ tản nhân để đếm 1, 2, 3 thì tất cả cùng thu tay về để khỏi đả thương người khác, được chưa? Thấy Di Nhất Tiếu và 4 người kia đều gật đầu, Dương Tiêu bèn thông thả đếm: 1, 2, 3. Chữ 3 vừa ra khỏi miệng, Dương Tiêu liền thu thần công Càn Khôn Đại Na Di. Đột nhiên sau lưng lạnh ngắt, một luồng chỉ lực sắc nhọn chọc thẳng vào huyệt thần đạo của y. Dương Tiêu cả kinh, nghĩ thầm: Di Nhất Tiếu quá thâm độc, hắn lại giở trò đánh lén ta. Đang toàn xoay chưởng lại để phản kích thì thấy Di Nhất Tiếu thân hình lão đảo, rõ ràng cũng bị ai ám toán rồi. Dương Tiêu trong đời từng trải bao nhiêu trận đánh lớn, tuy lần này bị bất ngờ, song y không hoảng loạn, liền nhào người về phía trước để thoát khỏi sự khống chế của kẻ đứng sau lưng. Ngoái đầu lại, chỉ thấy Thuyết Bất Đắc, Chu Điên, Bành Oánh Ngọc, Thiết Quan Đạo Nhân 4 người đã ngã xuống đất. Còn Lãnh Khiêm thì đang đánh 1 chưởng vào một kẻ mặc áo màu xám. Kẻ kia xoay tay lại đỡ, Lãnh Khiêm hự lên 1 tiếng, có vẻ rất đau đớn. Dương Tiêu hít 1 hơi, tung mình nhảy tới định giúp Lãnh Khiêm. Đột nhiên một luồng hàn khí lạnh buốt từ huyệt thần đạo chạy ngược lên các huyệt thân trụ, đào đạo, đại chùy, phong thủ, lan khắp mạch đốc toàn thân. Dương Tiêu thầm biết là nguy, kẻ địch võ công cao siêu, lòng dạ lại hiểm độc. Hắn chớp đúng cơ hội y và Di Nhất Tiếu tứ tản nhân cùng thu công lực mà ra tay đột kích.
thành thử y phải dội vận lực kháng cự. Luồng hàn khí này khác hẳn với chưởng lực hàn băng miên chưởng do Duy Nhất Tiếu phát ra, cảm thấy chỉ mỏng manh như sợi tơ, nhưng nó đi tới đâu nơi đó tức thì tê dại. Giả sử đôi bên công khai đối địch, Dương Tiêu có nội lực hộ thể, quyết không để cho chỉ lực xuyên nhập cơ thể. Đằng này y vừa rồi bị địch ám toán, chỉ còn nước cố nhịn đau, giúp Lãnh Khiêm đánh bại kẻ địch rồi sẽ tính sau. Dương Tiêu bước tới, dung tay phải lên toàn đánh ra. Đột nhiên toàn thân lạnh giá, cánh tay không còn chút sức lực nào. Lúc này Lãnh Khiêm đã cùng kẻ địch kia qua lại hơn 20 chiêu, xem ra không địch nổi. Dương Tiêu cả lo, thấy Lãnh Khiêm đá chân phải tới, bị kẻ kia sấn lại, chọc một chỉ vào cánh tay của Lãnh Khiêm. Lão ta loạn choạng ngã ngửa ra phía sau. Dương Tiêu vừa sợ vừa tức, thu hết tàn lực, tống thẳng cùi chỏ bên phải vào ngực kẻ mặc áo xám kia. Tên áo xám chọc chỉ tay trái, trúng vào huyệt tiểu hải phía dưới cùi chỏ của Dương Tiêu. Toàn thân Dương Tiêu lập tức tê dại, không thể xê dịch nửa bước. Tên áo xám bấy giờ mới lạnh lùng nói: Quang minh tả sứ, danh bất hư truyền, trúng liền hai đòn ảo âm chỉ mà vẫn còn đứng được. Dương Tiêu nói: Công phu bốn chỉ của người là thủ pháp của Phái Thiếu Lâm, thế nhưng nội kình của thứ ảo âm chỉ ấy, Phái Thiếu Lâm làm gì có loại võ công âm độc như vậy? Ngươi là ai? Tên áo xám cười ha hả nói: Bần tăng là Diên Chân, pháp danh Tọa Sư Không Kiến. Lần này sáu đại môn phái dây đánh Ma Giáo, các vị chết với tay đệ tử Phái Thiếu Lâm cũng không đến nỗi uổng đâu. Dương Tiêu nói: Sáu đại môn phái đối địch với Minh Giáo, đao thương công khai, một trận tử chiến, thế mới là phong thái của nam tử Hán đại trượng phu. Không Kiến thần tăng, nhân hiệp nổi tiếng khắp thiên hạ, ngờ đâu lại có một đồ đệ hèn hạ vô liêm sỉ. Nói tới đây không chịu đựng thêm được nữa, hai đầu gối nhũn ra, phải ngồi bệt xuống. Diên Chân cười sằng sặc nói: Ra đòn bất ngờ, đánh nhau cứ việc dối lừa. Chuyện từ ngàn xưa đã vậy, Diên Chân ta một mình đánh gục bảy đại cao thủ của Minh Giáo, chẳng lẽ các vị thua mà còn không phục hay sao? Dương Tiêu lắc đầu thở dài: Ngươi làm sao có thể lẻn lên đỉnh Quang Minh chứ? Đường hầm bí mật ấy làm sao ngươi biết? Ngươi không nói cho biết, Dương Tiêu ta chết cũng chẳng thể nhắm mắt. Y nghĩ Diêm Chân vừa rồi đánh lén thành công, dĩ nhiên là vì hắn có võ công tuyệt đỉnh, nhưng nguyên nhân chủ yếu chính là do hắn biết được đường hầm bí mật dẫn lên đỉnh Quang Minh vượt qua hơn 10 trạm canh gác của Minh Giáo, không ai hay biết. Đột nhiên bất ngờ ra tay, mới đánh gục bảy đại cao thủ của Minh Giáo cùng một lượt. Tổng đàn của Minh Giáo đóng trên đỉnh Quang Minh đã mấy trăm năm, dựa vào thiên nhiên hiểm trở vô cùng kiên cố, ngờ đâu quả từ bên trong mà ra, phòng bị chẳng kịp, một lần thảm bại. Chợt nhớ đến câu nói của Khổng Tử trong Luận Ngữ: Bang phân băng ly chiết, nhi bất năng thủ giả, nhi mưu động can qua ư bang nội, ngô khủng quý tôn chi ưu, bất tại chuyên du, nhi tại tiêu đường chi nội giả. Tức là quốc gia chia rẽ, sụp đổ không giữ được, trong nước giấy động can qua. Ta cho rằng cái lo không phải ở sai sót nhất thời, mà là cái tai họa từ bên trong vậy. Diên Chân cười nói: Đỉnh Quang Minh của Ma Giáo các vị, bảy chõm núi, 13 vách đá, cứ tự cho là hiểm trở, nhưng dưới mắt tăng Lữ Thiếu Lâm ta thì chẳng khác gì đường lớn khang trang, có gì đáng nói? Các vị đều đã trúng ảo âm chỉ của ta rồi, nội nhật 3 ngày sẽ về Tây Thiên cả. Bây giờ bần tăng sẽ lên ngọn Tọa Vong chôn vài chục cân quả dược, để khi ta diệt ma quả, bọn Thiên Ơn Giáo ngũ hành kỳ gì gì đó lật đật kéo tới tầng diện, thế là ta cho nổ đoàn một tiếng lớn, quả dược chôn sẵn nổ tung, khiến cho toàn thể bọn Ma Giáo tan xác hết lượt. Người đời sẽ có câu rằng:
Thiếu Lâm Tăng Độc chỉ diệt Minh Giáo, Quang Minh Đỉnh thất mà quy Tây Thiên. Bọn Dương Tiêu nghe vậy thì cả kinh, biết hắn nói sao làm vậy. Chính mình mất mạng cũng không sao, chỉ sợ Minh Giáo đã truyền qua 30 đời, nay bị tận diệt bởi một tay gã hòa thượng Thiếu Lâm này thôi. Chỉ nghe Diên Chân càng nói càng đắc ý. Minh Giáo các vị có vô số cao thủ, các vị nếu không tự tàn sát lẫn nhau, không chia năm xẻ bảy, làm sao bị họa quỷ diệt? Cứ lấy việc hôm nay đủ biết, bảy người các vị nếu không phải đang tỉ thí chưởng lực với nhau, Bần Tăng dẫu có lẻn lên đỉnh Quang Minh chăng nữa, cũng làm sao có thể một đòn mà thành công được. Cái đó gọi là trời làm tội, còn đường sống, tự mình hành tội thì chỉ có chết. Có ai ngờ Minh Giáo uy danh lừng lẫy năm nào, Dương Đính Thiền vừa chết đi đã đến nông nỗi này. Dương Tiêu, Bành Oánh Ngọc, Chu Điên, cả bọn lâm vào đại họa thân vong, giáo diệt. Nghe những câu Diên Chân vừa nói, nghĩ lại chuyện 20 năm qua, ai nấy vô cùng ân hận, nghĩ thầm: gã hòa thượng này nói chẳng sai chút nào. Chu Điên nói to: Dương Tiêu, Chu Điên, ta thật đáng chết. Trước này đối với huynh không phải chút nào. Huynh tuy thật không tốt, nhưng nếu huynh làm giáo chủ thì vẫn hơn là không có giáo chủ, để đến nỗi tất cả bị diệt thế này. Dương Tiêu cười chua chát nói: Đệ đâu có tài đức gì để làm giáo chủ. Mọi người đều sai, cả bọn chúng ta làm hỏng việc, xuống dưới suối vàng còn mặt mũi nào gặp các giáo chủ Minh Tôn đời trước đây. Diên Chân cười nói: Các vị bây giờ mới hối hận thì đã muộn rồi. Năm xưa Dương Đỉnh Thiền đứng đầu Ma Giáo, những tưởng khí thế không chỉ một đời, tiếc rằng hắn chết quá sớm, không được chính mắt chứng kiến thảm bại như thế này. Chu Điên cá giận: Dù giáo chủ mà còn sống, mọi người đều tuân lệnh rấp rấp, thằng giặc trọc nhà ngươi liệu có đánh lén được không? Diên Chân cười khẩy nói: Dương Đỉnh Thiền sống hay chết cũng thế cả thôi, ta đều có cách làm cho hắn thân bại danh liệt. Đột nhiên nghe bột một tiếng, tiếp đến là tiếng ối. Diên Chân đã bị Di Nhất Tiếu đánh một chưởng vào lưng, đồng thời ngay lúc ấy Di Nhất Tiếu cũng bị Diên Chân chọc lại một chỉ trúng ngay huyệt đàn trung ở ngực. Hai người đều loạn choạng lùi lại mấy bước. Thì ra Di Nhất Tiếu sau khi bị Diên Chân điểm trúng huyệt, tuy thụ thương rất nặng, song nội lực của y cao hơn người khác một bậc, chưa đến nỗi mất hết khả năng phản kích. Y giả vờ ngất đi, chờ lúc Diên Chân đang dương dương đắc ý, không hề phòng bị, mới dùng dậy để tập kích. Chưởng vừa rồi y sử dụng kình lực toàn thân, cốt cứu vãn cái họa tận diệt cho Minh Giáo, toàn cùng chết với kẻ địch một lần. Diên Chân tuy lợi hại, song Thanh Dược Bức Dương là một trong tứ đại hộ giáo Pháp Dương, ngang hàng với Ân Thiên Chính và Tạ Tốn, toàn lực xuất chưởng há phải tầm thường. Diên Chân trúng phải hàng băng miên chưởng, cảm thấy ngực nóng nhộn nhạo buồn nôn, mấy lần cố dần nội lực để chống đỡ, chỉ thấy trời đất quay cuồng, lão đảo trượt ngã. Hắn đành ngồi xếp bằng, dẫn khí chống lại hàng khí của hàng băng miên chưởng. Di Nhất Tiếu trúng liền hai đòn ảo âm chỉ, chân đứng không vững, ngã ngửa ra phía sau nằm bất động. Trong giây lát, sảnh đường im phăng phắc, cả tám đại cao thủ cùng bị trọng thương, không ai có thể di động nửa bước. Cả tám người cùng dẫn nội lực, chỉ mong mình sớm khôi phục để có thể hành động trước đối phương một bước, bên nào sớm hơn là có thể giết chết bên kia. Mọi người lòng như lửa đốt, biết rằng sự tồn vong của Minh Giáo, sự sống chết của cả tám người chỉ là chuyện đường tơ kẻ tóc. Nếu Diên Chân có thể hành động sớm một bước, dù bị thương nặng, hắn cũng có thể cầm kiếm đâm chết bảy người kia. Nếu bất cứ ai trong bảy người của Minh Giáo có thể hành động trước, giết chết Diên Chân, thì sẽ cứu được Minh Giáo. Bảy người của Minh Giáo là số đông, chiếm lợi thế hơn hẳn, nhưng Ngũ Tản Nhân công lực thấp hơn. Sau khi trúng
ảo âm chỉ đã mất hết sức lực, còn Dương Tiêu và Di Nhất Tiếu nội lực thâm hậu hơn thì bị trúng hai lần ảo âm chỉ. Kinh lực của Hàn Băng Miên Chưởng và ảo âm chỉ vốn không phân biệt cao thấp, nhưng Di Nhất Tiếu lúc ra đòn đã bị thương nặng, còn Diên Chân lúc đánh sức còn nguyên dạng. Thành thử xem ra Diên Chân có nhiều cơ hội cử động được trước. Dương Tiêu trong bụng rất lo lắng, nhưng việc dẫn khí dẫn công thật hoàn toàn không được gượng ép. Bụng dạ càng lo lắng, nôn nóng thì càng khó khăn. Cả bọn ngồi đây đều là cao thủ nội gia, đạo lý ấy lẽ nào lại không biết. Bọn Lãnh Khiêm hô hấp vài lần, biết rằng không có cách gì hồi phục trước Diên Chân. Chỉ mong có một thuộc hạ nào đó của Dương Tiêu là người của Minh Giáo bước vào đây, dù không biết chút võ nghệ nào, miễn là cầm cây gậy đập nhẹ một cái cũng giết chết được Diên Chân. Thế nhưng đợi hồi lâu, bên ngoài sảnh vẫn chẳng thấy động tĩnh gì. Lúc này đang là nửa đêm, giáo chúng trên đỉnh Quang Minh hoặc chia nhau canh gác hoặc nằm ngủ. Một khi Dương Tiêu chưa gọi đến, ai dám bước vào sảnh đường để nghị sự? Còn các tiểu đồng hầu hạ Dương Tiêu thì một đứa bị Di Nhất Tiếu hút máu chết rồi, mấy đứa còn lại hồn phi phách tán cả, đều đã chạy trốn cho xa. Đừng nói Dương Tiêu chưa gọi, dẫu có gọi đến cũng chẳng có đứa nào dám bước vào sảnh đường, sợ xuất hiện trước Ma Dương hút máu. Trương Du Kỵ nằm trong cái túi vải, tuy không nhìn thấy nhưng mọi lời nói và diễn biến bên ngoài đều biết rõ ràng. Lúc này tuy vô cùng yên tĩnh, song bên trong chứa đựng đầy rẫy sát cơ. Lát sau bỗng nghe Thuyết Bất Đắc nói: "Ồ, tiểu bằng hữu, trong cái túi, người phải ra tay cứu bọn ta một phen mới được." Trương Du Kỵ hỏi: "Nhưng mà cứu bằng cách nào?" Diên Chân cảm thấy chân khí trong đan điền dần dần lưu thông, bỗng nghe trong túi vải phát ra tiếng người thì giật mình cả kinh, chân khí lập tức chạy ngược, toàn thân run lẩy bẩy. Từ lúc hắn lẻn vào sảnh đường, hắn chỉ chầm chầm đối phó với các cao thủ như Di Nhất Tiếu, Dương Tiêu, đâu buồn để ý đến cái túi vải dứt dưới đất chẳng có gì lạ kia. Đột nhiên cái túi phát ra tiếng người, hắn không khỏi kinh hãi, nghĩ thầm: "Mạng ta nguy rồi." Thuyết Bất Đắc nói: "Miệng cái túi được buộc lại bằng kiểu nút Thiên Triền Bách Kết, ngoài ta ra không ai cởi được, nhưng mà ngươi có thể đứng lên được chứ?" Trương Du Kỵ đáp: "Được." Chàng ở trong túi liền đứng dậy. Thuyết Bất Đắc nói: "Tiểu huynh đệ, ngươi đã xả thân cứu sống mấy chục huynh đệ Nhuệ Kim Kỳ, Nghĩa Liệt Cao Phong, ai nấy kính phục. Bây giờ tính mạng 7 người chúng ta ở đây cũng hoàn toàn trông chờ ở ngươi cứu thì mới xong. Ngươi hãy bước tới đánh một quyền hay một chưởng, giết chết tên ác tăng kia đi là được." Trương Du Kỵ phân vân chưa trả lời. Thuyết Bất Đắc nói: "Tên ác tăng này nhân lúc mọi người sơ hở bất ngờ đánh lén, hành động đê hèn như thế nào chính tài người đã nghe rõ cả. Nếu người không giết hắn đi, mấy vạn người của Minh Giáo từ trên xuống dưới đều sẽ bị tận diệt. Người ra tay giết hắn, đó sẽ là hành vi hào hiệp đại nhân đại nghĩa đó." Trương Du Kỵ vẫn do dự chưa đáp. Diên Chân nói: "Lúc này ta không cử động được, người tới đánh chết ta, không sợ hảo hán trong thiên hạ chê cười hay sao?" Chu Điên giận dữ nói: "Thằng trọc thối tha, Phái Thiếu Lâm nhà ngươi tự xưng là danh môn chính phái, vậy mà lén lút lên đây đánh trộm người khác, đâu có sợ hảo hán trong thiên hạ chê cười hả?" Trương Du Kỵ đi về phía Diên Chân một bước, dừng lại nói: "Thuyết Bất Đắc đại sư, chuyện phải trái giữa Quý Giáo với sáu đại môn phái thế nào, tiểu khả thực không hiểu rõ. Tiểu khả rất muốn giúp bảy vị, song cũng không muốn đả thương vị đại hòa thượng Phái Thiếu Lâm này đâu." Bành Oánh Ngọc nói: "Tiểu huynh đệ có chỗ chưa biết đó thôi. Bây giờ nếu không giết hắn, chút nữa hắn phục hồi công lực rồi, thế nào hắn sẽ giết chết luôn cả tiểu huynh đệ đó." Diên Chân cười nói: "Ta với vị tiểu thí chủ ấy không thù không oán, không lẽ tự dưng ta lại hãm hại ý? Huống hồ việc tiểu thí chủ ấy không phải là người của Ma Giáo, không chừng còn bị Bố Đại Hòa Thượng nuôi ý đồ xấu bắt mang lên đây nè. Ma Giáo các người chẳng từ việc xấu xa nào cả, làm sao có ý tốt với y được?" Hai bên hô hấp nói năng hết sức khó khăn,
nhưng vẫn tranh nhau nói lấy lòng Trương Vô Kỵ. Trương Vô Kỵ thật khó nghĩ, tuy nghe thấy lão hòa thượng Diên Chân đánh lén người, hành vi không quang minh chút nào, nhưng bảo chàng bước lên đánh chết lão thì chàng không muốn. Hơn nữa, một chưởng đánh ra rồi, vĩnh viễn chàng sẽ phải đứng về phe Minh giáo, đối địch với sáu đại môn phái. Thái sư phụ, Võ Đăng Lục Hiệp, Chu Chỉ Nhược đều sẽ trở thành kẻ địch của mình. Chàng lại nghĩ thầm, Minh giáo vốn bị người trong võ lâm coi là tà ma dị đoan, như Di Nhất Tiếu hút máu người, nghĩa phụ lạm sát người vô tội, quả thực có biết bao điều sai trái. Thái sư phụ năm xưa từng một mực căn dặn, nhất thiết không được kết giao với người trong Minh giáo, để khỏi chuốc họa suốt đời. Phụ thân ta chỉ vì lấy mẫu thân ta là người của ma giáo mà phải tự dẫn trên núi Võ Đàng, gương đó rành rành chưa lâu. Huống chi Diên Chân là đệ tử của Không Kiến Thần Tăng, người đã cam chịu 13 quyền thất thương quyền để cảm hóa nghĩa phụ ta, đến nỗi phải bỏ mạng. Bậc đại nhân đại nghĩa từ bi như vậy thật hiếm có trong võ lâm, ta làm sao có thể giết đệ tử của thần tăng kia chứ. Nghe thấy Thuyết Bất Đắc thúc giục, Trương Vô Kỵ nói, Thuyết Bất Đắc đại sư, xin đại sư chỉ cho cách nào không phải giết vị hòa thượng kia, mà ông ta cũng không thể giết hại các vị, tiểu khả sẽ làm theo cách đó. Thuyết Bất Đắc nghĩ thầm, cục diện trước mắt chỉ có một mất một còn, làm gì có cách bảo toàn cả đôi bên. Nếu việc chân sống thì bên mình chết hết. Còn đang ngẫm nghĩ thì Bành Oánh Ngọc nói, tiểu huynh đệ bụng dạ nhân từ, thật đáng kính phục. Vậy người hãy giơ ngón tay điểm nhẹ vào huyệt ngọc đường ở ngực của Diên Chân, làm như thế hắn sẽ không hề bị tổn thương. Song trong vài canh giờ hắn cũng chưa thể dần nội lực, bọn ta sẽ phái người đưa hắn rời khỏi đỉnh Quang Minh, không làm rụng một sợi tóc của hắn đâu. Người có biết vị trí của huyệt ngọc đường hay không? Trương Vô Kỵ giỏi y lý, biết rằng điểm nhẹ vào huyệt ngọc đường quả thực sẽ tạm thời ngăn chặn chân khí từ đan điền chạy lên mà không làm tổn thương cơ thể. Chàng bèn đáp, dạ biết chứ. Diên Chân nói, tiểu thí chủ chớ nghe lời bọn chúng. Người điểm huyệt ta rồi cũng không sao, nhưng một khi chúng đã phục hồi nội lực rồi, chúng sẽ lập tức giết ta, ngươi làm sao ngăn nổi? Chu Điền liền chửi lên, ngươi nói thối quá, bọn ta bảo không giết ngươi là sẽ không giết. Ngũ tản nhân của Minh giáo đã bao giờ nuốt lời chưa hả? Trương Vô Kỵ nghĩ thầm, Dương Tiêu và Ngũ Tản Nhân đều không phải hạng người tráo trở, chỉ ngại một mình Di Nhất Tiếu. Chàng bèn hỏi, Di tiền bối, tiền bối nghĩ sao? Di Nhất Tiếu đáp giọng run run, tạm thời ta cho hắn sống cũng được, lần sau gặp lại sẽ liều một mất một còn với hắn. Bốn chữ sau cùng y nói thều thào, thở chẳng ra hơi. Trương Vô Kỵ nói, vậy thì được. Quang Minh Tả Sứ, Thanh Dực Bức Dương, Ngũ Tản Nhân, bảy vị đều là anh hùng hào kiệt thời nay, há có thể nuốt lời sao? Diên Chân đại sư, vãn bối đành đắc tội vậy. Nói rồi đến trước mặt Diên Chân. Chàng ở trong cái túi, mỗi bước chỉ đi được chừng một thước, 10 bước sau mới tới gần Diên Chân. Cái cảnh người trong túi vải lật đật di động chậm chạp trông thật quạt kê, nhưng lúc này mạng sống của ai nấy trong đường tơ kẻ tóc, chả ai cười nổi. Trương Vô Kỵ lắng nghe hơi thở của Diên Chân, khi còn cách lão ta 2 thước, chàng dừng lại nói, Diên Chân đại sư, vãn bối vì muốn đôi bên chu toàn, xin đừng trách nhé. Đoạn thông thả đưa tay ra, Diên Chân cười gượng nói, bây giờ toàn thân ta không cử động được, đành để ngươi muốn làm gì thì làm. Từ khi Điệp Cốc Y Tiên Hồ Thanh Ngưu chết đi, Trương Vô Kỵ là người có khả năng nhận biết huyệt đạo có 1 không 2. Tuy chàng bị ngăn cách với Diên Chân bởi cái túi vải, nhưng đưa ngón tay ra là điểm trúng huyệt ngọc đường không sai một ly. Huyệt ngọc đường nằm ở ngực, bên dưới huyệt tử cung 1 tấc 6 phân, bên trên huyệt đàn trung 1 tấc 6 phân, thuộc mạch nhâm. Huyệt này không phải là huyệt lớn, có thể gây nguy hiểm đến tính mạng, song nó nằm trên đường chân khí phải đi qua, nên một khi bị chặn lại, chân khí toàn thân sẽ tắc nghẽn.
Bỗng nghe Thuyết Bất Đắc, Dương Tiêu, Lãnh Khiêm cùng kêu lên: "Ôi chào, mau thu ta về." Trương Du Kỵ chỉ cảm thấy ngón trỏ tay phải bị giật một cái, một luồng hàn khí chạy từ đầu ngón tay vào người, lập tức toàn thân lạnh giá. Chàng nghe thấy Chu Điên, Thiết Quan đạo nhân, cả bọn cùng lớn tiếng chửi: "Lão trọc khốn kiếp, dám dở trò gian trá!" Trương Du Kỵ run lẩy bẩy, chợt hiểu Diên Chân tuy không di chuyển bằng chân được, song hắn có thể gượng giơ ngón tay lên ngay trước Nguyệt Ngọc Đường. Trương Du Kỵ ở trong cái túi không nhìn thấy chiêu đó. Khi ngón tay chàng điểm vào, hai đầu ngón tay đụng nhau, chỉ lực ảo âm chỉ của Diên Chân xuyên qua lớp vải truyền sang cơ thể chàng. Lần này Diên Chân dùng toàn bộ nội lực còn lại ra đầu ngón tay, hai chỉ đụng nhau rồi toàn thân hắn tê dại, mặt tái nhợt như xác chết. Sảnh đường vốn chỉ có 8 người bị thương không cử động, bây giờ lại có thêm Trương Vô Kỵ. Chu Điền nóng nảy hơn cả, tuy nói năng đứt quãng dị hụt hơi, song vẫn cố chửi rủa lão tặc trọc Thiếu Lâm gian trá vô liêm sĩ. Còn bọn Dương Tiêu thì nghĩ thầm rằng cũng chả nên trách Diên Chân, khi bị đối phương điểm quyệt hắn có thể giơ tay tự vệ lắm chứ. Lúc đó Diên Chân tuy kiệt sức, song mừng thầm rằng gã tiểu tử kia ít tuổi, công lực chẳng đáng bao nhiêu, trúng phải ảo âm chỉ rồi chỉ nửa ngày là sẽ chết, còn chân khí của mình thì một canh giờ sau sẽ từ từ tụ lại, rốt cục mình vẫn làm chủ tình thế. Sảnh đường lại lặng ngắt như tờ. Quá nửa canh giờ sau, bốn cây nến cháy hết, trong sảnh tối om. Bọn Dương Tiêu nghe hơi thở của Diên Chân lúc trước đứt quãng, nay đều dần từ nặng nề hỗn hển chuyển thành chậm và dài, thì biết rằng chân khí trong cơ thể hắn đang ngưng tụ. Còn bọn họ thì mỗi lần vận công, hàn khí ảo âm chỉ lại xâm nhập đan điền, người cứ rát run bần bật. Càng lúc bọn họ càng thất vọng đau đớn, chỉ mong Diên Chân sớm phục hồi công lực, dán cho mỗi người một chưởng để bọn họ chết quách cho rồi, còn hơn là phải chịu cảnh dày dò như thế này. Bọn Chu Điên, Lãnh Khiêm thản nhiên nhắm mắt chờ chết, còn Bành Oánh Ngọc và Thuyết Bất Đắc thì chết không cam lòng. Trong Ngũ Tảng Nhân, Thuyết Bất Đắc và Bành Oánh Ngọc đều là hòa thượng xuất gia, nhưng có hùng tâm hơn cả. Bọn họ hết sức quan tâm đến nỗi đau khổ của người đời, quyết chí làm nên sự nghiệp lẫy lừng. Bây giờ chuyện đến nỗi này, rốt cuộc bị chết dưới tay Diên Chân, chí nguyện bình sinh tan thành mây khói. Thuyết Bất Đắc buồn bã nói: "Bành hòa thượng, chúng ta lập chí những mong đánh đuổi bọn thác tử Mông Cổ, ai ngờ cuối cùng hoàn toàn trắng tay. Nghĩ đến kiếp nạn của muôn ngàn bách tính chưa dứt, thật là quá đau lòng." Trương Vô Kỵ đang giữ luồng khí nóng trong đan điền chống đỡ hàn khí ảo âm chỉ, nghe câu nói của Thuyết Bất Đắc thì chàng không khỏi ngạc nhiên. "Ông ta mong đánh đuổi bọn thác tử Mông Cổ ư? Không lẽ ma giáo vốn mang tiếng xấu xa mà lại lo lắng cho bàn dân thiên hạ như vậy sao?" Lại nghe Bành Oánh Ngọc nói: "Thuyết Bất Đắc à, ta đã nói trước rồi, chỉ mong vào sức của Minh giáo thì không đánh đuổi nổi cái bọn thác tử Mông Cổ đâu. Phải liên lạc với anh hùng hào kiệt khắp thiên hạ cùng đứng lên thì mới có thể thành công được. Sư huynh Bổng Hồ của người, sư đệ Chu Tử Dượng của ta, năm xưa nổi lên tạo phản, khí thế oanh liệt vô cùng, nhưng rồi đại bại, chẳng phải là vì không có ngoại viện đó sao?" Chu Điên lớn tiếng nói: "Chết đích đích rồi, hai lão trọc còn tranh cãi cái gì nữa? Kẻ thì bảo phải lấy Minh giáo làm chủ, kẻ thì bảo phải liên lạc với các danh môn chính phái. Chu Điên ta thấy cả hai đều nói thối. Minh giáo chúng ta chia năm xẻ bảy như rắn mất đầu, làm chủ cái con khỉ gì? Còn Bành hòa thượng muốn liên lạc với danh môn chính phái thì càng phải thối hơn. Cả sáu môn phái đang dày đánh chúng ta đó, liên lạc với chả liên lạc." Thiết Quan đạo nhân xen vào: "Giá như giáo chủ còn sống, bọn mình nên cho sáu môn phái một trận nên thân, thì lo gì không tuân theo lệnh của chúng ta?" Chu Điền cười ha hả nói: "Thằng cha muối bò nói thối lắm. Dương giáo chủ mà còn sống
tất nhiên mọi việc suôn sẻ cả. Ai mà chả biết như vậy? Y há miệng ra cười, hụt hơi thở. Hàng khí ảo âm chỉ thấm vào tim phổi, chịu hết nổi phải kêu lên. Lãnh Khiêm nói: "Im cả đi." Câu nói của lão khiến cả bọn cùng im lặng. Trương Vô Kỵ nghĩ thầm: xem chừng Minh giáo là một giáo phái có nhiều uẩn khúc, hoàn toàn không phải chỉ làm điều xấu. Chàng bèn hỏi: Thuyết Bất Đắc đại sư, tôn chỉ của quý giáo thật ra là gì? Đại sư có thể cho biết được không? Thuyết Bất Đắc nói: Ồ, người chưa chết sao? Tiểu huynh đệ, người mất mạng không đâu vì Minh giáo, bọn ta thật lấy làm tiếc. Người chỉ còn sống được có vài canh giờ nữa thôi. Bí mật của bổn giáo có nói cho người biết cũng chẳng sao. Lãnh Diện tiên sinh, nói được không? Lãnh Khiêm đáp: Nói. Đáng lẽ lão cần trả lời rằng người cứ nói cho hắn nghe cũng được, song lão chỉ dùng một chữ nói cục lũng vậy thôi. Thuyết Bất Đắc nói: Tiểu huynh đệ, Minh giáo nguyên từ nước Ba Tư truyền sang Trung Thổ vào đời nhà Đường, đương thời gọi là Tiên giáo. Vua nhà Đường cho xây dựng chùa Đại Vân Quang Minh ở các nơi, làm tự viện của Minh giáo. Giáo nghĩa của chúng ta là hành thiện trừ ác, chúng sinh bình đẳng, có vàng bạc tiền tài thì đem cứu tế kẻ nghèo khổ, không sát sinh, không uống rượu, tôn thờ Minh Tôn. Minh Tôn tức là thần lửa, thần thiện. Khổ nỗi đời nào bọn tham quan ô lại cũng áp bức Minh giáo, huynh đệ giáo chúng không nhịn nổi, thường nổi dậy chống đối. Từ đời Phương Lạp Phương giáo chủ thời Bắc Tống đến giờ, không biết đã bao nhiêu phen nổi dậy. Trương Vô Kỵ từng nghe tên tuổi Phương Lạp, biết đấy là một trong tứ đại khấu, tức là bốn tướng cướp lừng danh như Tống Giang, Dương Khánh, Điền Hổ thời Tuyên Hòa Bắc Tống. Cho nên chàng hỏi: Thì ra Phương Lạp là giáo chủ của quý giáo à? Thuyết Bất Đắc nói: Đúng vậy. Đến đời Nam Tống, thời Kiếm Diêm, có giáo chủ Dương Tông Thạch khởi sự ở Tín Châu. Thời Thiệu Hưng thì có giáo chủ Dương Ngũ Bà khởi sự ở Cù Châu. Thời Thiệu Định có giáo chủ Trương Tam Thương khởi sự ở Giang Tây và Quảng Đông. Chỉ vì bổn giáo xưa này luôn chống quan lại triều đình, nên triều đình gọi chúng ta là ma giáo, ra sức cấm đoán. Chúng ta muốn sống được, hành sự phải kín đáo, bí mật, để tránh tai mắt quan quân. Các đại môn phái tích kết oán thù với chúng ta, thành thế đôi bên như nước với lửa. Đương nhiên, trong số giáo chúng của bổn giáo cũng có kẻ không tự kềm chế, làm những việc sai trái, ỷ mình có võ công mà giết người vô tội, hoặc gian dâm cướp bóc, hủy hoại thanh danh của bổn giáo. Dương Tiêu đột nhiên lạnh lùng ngắt lời: Thuyết Bất Đắc, người nói ta đó hả? Thuyết Bất Đắc đáp: Tên ta là Thuyết Bất Đắc, phạm chuyện gì không nói được thì ta không nói. Ai làm việc gì, người đó tự biết. Có câu: kẻ nào ăn dụng thì bụng nó to. Dương Tiêu hừ một tiếng, không nói thêm nữa. Trương Vô Kỵ bỗng giật mình: Ồ, sao ta không thấy lạnh nữa? Lúc mới trúng ảo âm chỉ của Viên Chân, chàng bị lạnh không chịu nổi, nhưng đến lúc này thì hàn khí đã tiêu tan. Nguyên hồi lên 10, chàng trúng phải âm độc của Quyền Minh thần chưởng, đến năm 17 tuổi mới khu trừ được hết. Trong 7 năm đó, cơ thể ngày đêm kháng cự hàn độc, vận khí chống lạnh với hít thở dường như là một, không cần suy nghĩ, cứ như phản ứng tự nhiên. Huống hồ chàng tu luyện Cửu Dương thần công tuy chưa xong cửa ải cuối cùng, nhưng khí dương trong người rất dượng, chẳng mấy chốc đã loại trừ hết âm độc. Lại nghe Thuyết Bất Đắc nói: Từ khi Đại Tống ta rơi vào tay bọn thác tử Mông Cổ, Minh giáo càng trở thành kẻ tử thù của triều đình. Và Minh giáo vốn coi việc đánh đuổi ngoại xâm là trách nhiệm của mình. Chỉ tiếc rằng những năm qua Minh giáo như rắn mất đầu, các cao thủ vì tranh giành chức giáo chủ mà tàn sát lẫn nhau. Để rồi người thì rửa tay quy ẩn,
kẻ thì lập chi phái riêng, tự lên làm giáo chủ. Giáo quy đã suy sụp, oán thù với danh môn chính phái mỗi ngày một thêm sâu. Giờ đến nồng nổi này đây. Viên Chân hòa thượng, ta nói không sai đó chứ? Viên Chân hừ một tiếng đáp: không sai, không sai. Các ngươi chết đến nơi mà còn nói sai làm quái gì? Hắn vừa nói vừa thông thả đứng dậy, tiến lên một bước. Dương Tiêu và Ngũ Tản Nhân cùng kêu lên kinh hãi. Bọn họ ai cũng biết hắn sẽ đủ sức cử động trước mình, song không ngờ công lực của hắn lại thâm hậu đến như vậy. Sau khi trúng phải hàng băng miên chưởng của Di Nhất Tiếu, lại có thể đề khí vận công mau chóng như vậy. Chỉ thấy hắn thân hình vững chãi, chân trái lại tiến thêm một bước, người không nghiêng ngả chút nào. Dương Tiêu cười khẩy nói: cao túc của Không Kiến Thần Tăng quả nhiên ghê gớm thật, nhưng người vẫn chưa trả lời câu hỏi ban đầu của ta. Hay là bên trong có nhiều uẩn khúc không tiện nói ra chăng? Viên Chân cười ha hả, lại tiến thêm một bước, y nói: người không biết rõ uẩn khúc bên trong, chắc là người chết chẳng thể nhắm mắt thật đó. Người hỏi ta làm sao biết được con đường bí mật lên đỉnh Quang Minh, làm sao mà vượt qua được biết bao nhiêu vách đá hiểm trở, lên tới đây mà quỷ thần cũng không hay biết. Được, để ta nói thật cho các vị hay. Chính hai vợ chồng giáo chủ Dương Đính Thiên của Quý Giáo đã dẫn ta lên đó. Dương Tiêu giật mình, nghĩ thầm: với thân phận của hắn, hắn chắc chắn không nói láo, nhưng chuyện đó sao lại như vậy được? Chu Điên cất tiếng chửi liền: cái họ nhà ngươi nói thối như vậy? Con đường bí mật ấy là bí mật lớn của đỉnh Quang Minh, là thánh cảnh trang nghiêm của bổn giáo. Dương Tả Sứ làm Quang Minh sứ giả, Vĩ Đại Ca làm hộ giáo pháp dương, chưa được đi qua lần nào. Xưa nay chỉ một mình giáo chủ biết lối đi ấy, làm sao Dương giáo chủ lại dẫn người là người ngoài đi lối đó chứ? Viên Chân thở dài, xuất thần hồi lâu, rồi y rầu rầu kể: người đòi biết ngọn ngành cho bằng được, thì ta sẽ nói cho người biết một chuyện kính cách đây 25 năm vậy. Dẫu sao các vị cũng chẳng còn sống để mà xuống núi tiết lộ chuyện này với ai được. Ôi Chu Điên, người nói không sai đó. Lối đi bí mật ấy đúng là thánh cảnh trang nghiêm của Minh Giáo. Xưa này chỉ là một mình giáo chủ mới được phép bước vào, nếu không tức là vi phạm nghiêm quy, quyết không thể tha thứ. Nhưng phu nhân Dương Đính Thiền đã vào trong đó. Dương Đính Thiền đã vi phạm giáo quy, lén dẫn Dương phu nhân đi vào lối đó. Chu Điên xen lời: người nói thối. Bành Oánh Ngọc quát lên: Chu Điên à, đừng pháo quấy nữa. Viên Chân nói tiếp: rồi Dương phu nhân lại lén dẫn ta đi vào lối bí mật đó. Chu Điên lại chửi lên: nói láo, nói lếu. Viên Chân nói tiếp: ta không phải là người trong Minh Giáo, đi vào đó đâu có bị coi là vi phạm giáo quy. Ôi, dẫu ta có là người của Minh Giáo đi nữa, có phạm trọng tội chăng nữa, ta cũng đâu có ngán gì. Hắn kể chuyện năm xưa mà giọng nói não nề. Thiết Quan Đạo Nhân hỏi: Dương phu nhân đưa ngươi vào đó làm gì? Dương Chân đáp: chuyện đó đã quá lâu rồi. Lão nạp nay đã thành một ông già hơn 70 tuổi, chuyện cũ thời trai trẻ mà thôi. Được, để lão nạp kể hết cho các vị nghe. Các vị có biết lão nạp là ai không? Dương phu nhân là sư muội của ta. Trước khi xuất gia, ta là Thành Côn, ngoại hiệu là Hỗn Nguyên Tích Lực Thủ đó. Câu này vừa thốt ra, bọn Dương Tiêu đều vô cùng ngạc nhiên. Trương Vô Kỵ ở trong túi vải thì cả kinh, kêu lên thành tiếng. Ngày nào trên Băng Quả Đảo, câu chuyện nghĩa phụ kể tối hôm ấy bỗng hiện ra rõ ràng ở trong óc. Sư phụ của nghĩa phụ là Thành Côn sát hại toàn gia, cha mẹ vợ con của Tạ Tốn, cho nên Tạ Tốn mới giết bừa các nhân sĩ võ lâm để buộc Thành Côn phải xuất đầu lộ diện. Rồi Tạ Tốn đánh chết Không Kiến Thần Tăng,
nhưng Thành Côn không giữ lời như thế nào. Trương Vô Kỵ chợt nghĩ thầm, thì ra bấy giờ ác tặc Thành Côn đã bái Không Kiến Thần Tăng làm sư phụ. Không Kiến Thần Tăng muốn hóa giải các trường oan nghiệt ấy nên chịu cho Tà Tốn đánh 13 thất thương quyền. Nào ngờ ngay cả sư phụ của mình Thành Côn cũng lừa dối, khiến cho Không Kiến Thần Tăng phải ôm hận xuống tuyền đài. Chàng lại nghĩ tiếp, nghĩa phụ sở dĩ phát điên lạm sát người vô tội, các bàn phái sở dĩ lên núi Võ Đàng bức tử cha mẹ ta, suy cho cùng tất cả mọi điều là do cái tên thủ phạm Thành Côn này mà ra. Trong giây lát, lòng chàng phẫn nộ cùng cực, toàn thân bừng bừng như bị lửa thiêu đốt. Cái túi càng khôn nhất khí của Thuyết Bất Đắc kín mít không thông hơi. Chàng ở trong túi mấy canh giờ liền đã ngợp thở vô cùng. May nhờ nội công thâm hậu, hít thở theo cách hô hấp của loài rùa, sử dụng rất ít khí trời mới chịu đựng tới bây giờ. Này tâm thần đột nhiên xáo trộn, cửu dương chân khí xúc tích trong đan điền mất sự chế ngự, chạy loạn trong cơ thể. Chàng như rơi vào một cái lò than đang cháy, nóng tới mức phải rên rỉ thành tiếng. Chu Điền quát to, tiểu huynh đệ, mọi người sắp chết đến nơi, ai cũng đau đớn khổ sở vô cùng, nhưng đã là hảo hán thì đừng có rên rỉ kêu than. Trương Vô Kỵ đáp, vâng. Chàng dùng phép vận công nói trong cửu dương chân kinh để trấn tĩnh tinh thần, điều hòa hơi thở. Bình thời chàng chỉ theo cách mà làm thì lập tức tâm như nước lặng, thần du vật ngoại. Còn bây giờ chàng vận công thì xương cốt tứ chi càng bức rất khó chịu, tưởng chừng mỗi đại quyệt đều bị hàng trăm cây kim nóng đỏ đâm vào. Thì ra chàng tu luyện cửu dương chân kinh mấy năm qua, tuy học môn công phu quyền diệu thượng thừa trong võ học, nhưng chưa từng có minh sư chỉ điểm, chỉ tự mày mò theo kinh sách. Cửu dương chân khí xúc tích trong cơ thể ngày càng nhiều, song chàng chưa biết cách vận dụng đạo dẫn để khai thông cửa ải cuối cùng. Kể ra chưa biết cách dẫn pháp cũng không sao, nhưng ảo âm chỉ của Diên Chân lại là công phu âm độc nhất trong võ lâm. Một khi đi vào cơ thể chàng, chẳng khác gì thùng thuốc súng này có thêm dây dẫn lửa. Chàng lại đang bị nhốt trong cái túi càng khôn nhất khí, chân khí bị kích phát không có phát tiết, liền chạy ngược vào bên trong cơ thể. Trong thời khắc ngắn ngủi này, chàng đang ở vào cửa ải gian nan nhất, nguy hiểm nhất của một đời tu đạo luyện khí. Thành bại sống chết chỉ trong đường tơ kẻ tóc, như chỉ mảnh treo chuông. Bọn Chu Điền đâu biết chàng đang lâm vào thời khắc trễ không được, sớm không được. Đúng lúc thủy quả ký tế, long hổ giao hội cực kỳ hệ trọng, lại cứ ngỡ chàng đang rên rỉ đau đớn do trúng phải ảo âm chỉ. Các bạn thân mến, Trương Vô Kỵ vượt qua cửa ải này như thế nào? Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện tiếp theo vào lúc 23 giờ trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Còn bây giờ thì nhóm thực hiện chương trình xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.